Như thông tin đã đưa, thương hiệu xe châu Âu Skoda sẽ bắt đầu phân phối ô tô tại Việt Nam, kể từ năm sau. Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, Skoda sẽ bán 4 mẫu xe nhập khẩu châu Âu tại Việt Nam là Karoqui, Koziaqui, Actavier và Superb. Sang năm 2024, khi nhà máy ở tỉnh Quảng Ninh được xây xong, Skoda sẽ đưa hai mẫu xe Kusak và Slavia lên dây chuyển lắp ráp tại Việt Nam. Đến năm 2025, Skoda sẽ tiếp tục bán hai mẫu ô tô điện là Eniaqui và Enea Cup IV tại Việt Nam, dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu. Trong bốn mẫu xe đầu tiên được Skoda bán tại Việt Nam, Actavio chính là chiến thần doanh số ở thị trường toàn cầu. Trong năm 2021, hãng Skoda đã bán được tổng cộng 200.800 chiếc Actavio cho khách hàng thế giới. Vậy, mẫu xe này có gì mà hát đến thế? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về Skoda Actavio sẽ bán ở Việt Nam trong năm sau dưới đây nha. Skoda Octavia là mẫu xe gia đình cỡ nhỏ đã được sản xuất từ năm 1996 đến nay. Ở thị trường châu Âu, mẫu xe này có cả kiểu dáng sedan và station wagon thực dụng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, Skoda Octavia sẽ chỉ được bán dưới dạng xe sedan. Các số đo kích thước cụ thể bao gồm chiều dài 4689 mm, rộng 1829 mm, cao 1470 mm và chiều dài cơ sở 2686 mm. Như vậy, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic, Toyota Corolla Antis, Kia K3 và Mazda 3 tại Việt Nam. Tương tự các mẫu xe cùng thương hiệu như Karoqui hay Kozirqui, Skoda Octavia cũng được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác, với các nan nằm dọc màu đen đặc trưng. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED tiêu chuẩn, hoặc đèn pha LED ma trận tùy chọn. Ngoài ra, cụm đèn pha còn được chia thành hai khoang, bởi dài đèn LED định vị ban ngày hình chữ L bắt mắt. Bên dưới là cản trước tích hợp tấm lưới tổ ong nằm vắt ngang đầu xe. ở giữa tấm lưới này là hai đèn sương mù trước khá lớn, nối liền với nhau bằng đẹp mạng chrome. Thiết kế này khiến phần đầu xe trông rộng và bề thế hơn. Chưa dừng ở đó, Artevio còn mang trên mình nắp capo dập gân thể thao và vành có đường kính từ 16 đến 19 in tùy phiên bản. Trên sườn xe còn có thêm đường gân kéo dài từ chắn bùn trước đến đèn hậu. Hãng Skoda gọi Atevia là xe liftback vì phần nóc nối mượt mà với cánh gió đôi vuốt nhẹ, trên cửa cốp sau. Nằm ngay bên dưới cánh gió nhỏ này là tem chữ nổi mạ chrome sáng bóng. Trong khi đó, cụm đèn hậu của xe được thiết kế nằm ngang và không nối liền với nhau, theo xu hướng thịnh hành. Mở cửa cốp người dùng sẽ thấy khoang hành lý có thể tích 600 lít. Hàng ghế sau của xe có thể gập xuống để tăng thể tích khoang hành lý lên 1555 lít. Cửa cốp còn có tính năng đóng mở trình điện tiện lợi. Nhìn chung. Skoda Octavia là mẫu xe đen hạng C có thiết kế ngoại thất khá khỏe khoắn và sắc sảo. Bên trong là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với khá nhiều trang bị tiện nghi. Giống các mẫu xe cùng thương hiệu khác, Skoda Octavia cũng dùng vô lăng hai chấu, tích hợp phím chức năng. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số vơ chùa các vít với kích thước lên đến 10.25 in ở bản cao cấp. Trong khi đó, màn hình trung tâm của xe được thiết kế đặt nổi trên mặt lô. Màn hình này có kích thước 8.25 in tiêu chuẩn hoặc 10 in. Màn hình 8.25 in sẽ hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto và đàm thoại rảnh tay. Với màn hình 10 in, xe có thêm tính năng cảm ứng, ra lệnh bằng giọng nói cử chỉ và hệ thống định vị. Những trang bị đáng chú ý tiếp theo bao gồm hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại thông minh không dây, hai cổng USB Type-C có đèn trên cụm điều khiển trung tâm, một cổng USB trên gương chiếu hậu để cắm camera hành trình và hai cổng USB dành cho hành khách phía sau. Thêm vào đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói dưới dạng trợ lý ảo có tên Laura, có thể hỗ trợ 15 ngôn ngữ. Với tính năng này, người dùng có thể chỉnh hệ thống định vị, thông tin giải trí, điều hòa hoặc nhắn tin văn bản bằng giọng nói. Chưa hết, Skoda Octavia còn có hệ thống âm thanh can tơn với công suất hơn 600W, đi kèm 12 loa, bao gồm cả loa trầm, tính năng điều khiển từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, điều hòa tự động hai vùng. Ghế sưởi phía trước, màn hình hiển thị thông tin kính lái, ngăn chứa đồ tích hợp vào cửa trước, phanh tay điện tử, rèm che nắng và ổ điện 230V dành cho hàng ghế sau. Điểm nhấn về an toàn đầu tiên của mẫu Sedan hạng C này chính là 10 túi khí. Bên cạnh đó là công nghệ Group Protect Assist, có tác dụng đóng các cửa sổ và cửa sổ trời đang mở, cũng như kích hoạt bộ căng đai khẩn cấp của dây đai an toàn khi cảm biến phát hiện nguy cơ va chạm hoặc xe đột ngột phanh lại. Tiếp theo là hệ thống phanh tự động sau va chạm hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ quay đầu, hỗ trợ đỗ xe Park Assist 3.0, cảnh báo phương tiện đang chạy đến từ phía sau khi mở cửa, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ chuyển làn đường. Khi mua Skoda Octavia, khách hàng có thể chọn nhiều loại động cơ khác nhau, từ máy xăng, máy dầu, plug-in hybrid, my hybrid cho đến khí nén thiên nhiên CNG. Đầu tiên là động cơ xăng TSI 1 lít đi với hộp số sàn 6 cấp, cho phép xe tiêu thụ lượng xăng trung bình 5 lít mốt cho 100 km. Thứ hai là động cơ xăng TSI 1.5 lít đi cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 7 cấp. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ này là 5 lít 2. Thứ ba là động cơ xăng TSI 2 lít kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Nhờ đó, Skoda Octavia tiêu thụ trung bình 6 lít 8. Thứ tư là động cơ diesel TDI 2 lít lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình 4 lít 1, nếu đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Nếu đồng hành cùng hộp số tự động 7 cấp, động cơ này tiêu thụ 4 lít 3. Những con số tương ứng của động cơ diesel TDI 2 lít, nếu đi cùng hộp số sàn 6 cấp mức tiêu thụ, là 4 lít 3. Khi đi với hộp số tự động 7 cấp, nếu kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh động cơ sẽ tiêu thụ 5 lít. Ngoài ra, Skoda Octavia còn có phiên bản My Hybrid, dùng động cơ xăng TSI 1 lít kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp và motor điện giúp xe chỉ tiêu thụ 5 lít. Trong khi đó, phiên bản plug-in hybrid của Skoda Octavia, dùng động cơ xăng TSI 1.4 lít đi với motor điện và hộp số tự động 6 cấp, chỉ tiêu thụ 1 lít xăng. Cuối cùng là động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên với dung tích 1.5 lít đi với hộp số sàn 6 cấp. Hiện chưa có thông tin về giá bán và trang bị của Skoda Octavia ở thị trường Việt Nam. Trong khi đó, tại Cộng hòa Séc, mẫu xe hạng C này hiện có 4 phiên bản và giá bán từ 493 đến 882 triệu. Khi về Việt Nam, Skoda Octavia có thể sẽ bị cắt bớt trang bị để duy trì giá bán hợp lý.